Ông anh trai trời đánh và bà chị dâu hãm lọng. Phần 1. Dạ, em có câu chuyện về gia đình, mong chị kể giúp em tiễn thể để dằn mặt nhân vật chính trong câu chuyện này. Bởi vì người đó thường xuyên xem kênh TikTok của chị đây. Em cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng đâu, nhưng càng ngày em càng không chịu nổi loại người này nữa. Chuyện là vào cuối năm 2018, anh trai em có dẫn người yêu về ra mắt. Ban đầu mới về nhà em thì chị này thể hiện mình là người con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, bảo gì làm đấy, mà lại còn dịu dàng, hiền lành. Thế nên là mẹ em rất ưng chị và nhanh chóng bàn tới chuyện cưới xin luôn. Đám cưới diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng 1 tháng sau đấy và sự hãm L bắt đầu. Chị ấy là người thành phố khác nên khi hai anh chị cưới nhau qua thành phố nhà em sống thì chị ấy không có công ăn việc làm. Mà trùng hợp là khi ấy chị ý cũng bị mất thẻ căn cước, nên mỗi lần nhắc tới công việc thì chị ấy đều có cớ bảo là chưa có thẻ căn cước thì làm sao mà xin việc được. Nên bố mẹ em cứ ậm ừ cho qua. Thời gian sau đó thì nhà em xây nhà, thì nói thật là nhà em cũng không mấy dư giả, nên bố mẹ em cũng chạy ra làm xuống với thợ. Trần đời bố mẹ thì còng lưng làm ngoài mưa ngoài nắng, con cái ấy thì nằm ưỡn thây trong nhà. Vâng, hai anh chị ấy nằm trong nhà ôm nhau ngủ nha mọi người. Ban đầu bố mẹ em thì cũng chẳng nói gì, nhưng mà ở quê á mọi người, hàng xóm rồi thợ người ta làm, người ta cứ nói ra nói vào. Với mẹ em là có con cái lớn tướng cả rồi mà mẹ phải làm, còn con trai và con dâu thì nằm trong phòng ôm nhau ngủ như thế là không được. Mẹ em cũng thấy ngại với hàng xóm láng giềng, bà lại cũng không muốn con cái vất vả, nên mới bảo với chị dâu là thôi thì hai vợ chồng đằng nào cũng tính về quê ngoại chơi thì hai đứa về sớm sớm đi, rồi khi bố mẹ xây nhà xong xuôi thì qua đây ở sau. Cũng vì thương anh chị, mẹ chồng nói như vậy rồi, và cũng do anh chị vô ý vô tứ lại nhát nữa. Thế mà chị ấy giậm chân, mồm thì quạc lên, chạy vào nói với anh trai em là chưa gì mới làm dâu được mấy ngày mà mẹ chồng sợ tốn đã đuổi đi. Và thằng anh trai em cũng đần hết phần thiên hạ luôn, chưa rõ đầu đuôi thế nào đã ra ông ổng chửi nhau với cả mẹ. Ai không biết, còn tưởng ông ấy không phải con ruột của mẹ em. Thì căn bản cãi nhau với mẹ em xong còn không biết tốt xấu, đi nói xấu mẹ em với họ hàng nội ngoại hai bên và hàng xóm rằng mẹ em đuổi chị dâu. Thấy khôn chưa ạ? Đúng cái loại khôn nhà dãi chợ. Từ ngày thành công danh chính ngôn thuận trở thành con dâu trong nhà thì chị ta bắt đầu cho cả nhà em thấy rõ sự lười biếng, quần áo thì không giặt, cơm thì không nấu, lúc nào cũng than vãn do mang bầu mệt đau đầu đòi có người hầu kẻ hạ đấy. Thế là đi làm thì chị cũng không đi, mà nhà cửa cơm nước nói chung là việc nhà thì chị cũng chẳng thèm đụng. Mẹ em nói khéo với anh trai em để anh nhắc nhở chị thì chị hậm hực bảo tại sao chị phải làm việc nhà trong khi trong nhà còn có em gái đây cơ mà. Chị ấy bảo chị ấy bầu bì mà phải làm, còn em thì được ngồi chơi à, trong khi mọi người ơi em còn đang đi học á, chứ có vô công dỗi nghề như chị ấy đâu. Với cả em cũng là cái loại biết ý, rảnh giúp được gì cho mẹ thì giúp, chứ có phải ngồi không chờ người hầu kẻ hạ như chị đâu. Em đi học về tới nhà cũng là hơn 12 giờ đấy, việc giờ giấc học hành như thế nào chắc em cũng chẳng cần phải kể ra chi tiết đâu nhở. Chả hiểu sao cái loại người về làm dâu mà tị mạnh với cả em chồng cơ, mà ông anh trai em thì cũng thất nghiệp không có công ăn việc làm. Thế là được cả vợ lẫn chồng ở nhà ăn bám bố mẹ trong khi đã 23 tuổi đầu, mà bà này được cái là xinh xong rồi lại còn dẻo miệng, không ưng cái gì thì lại ngon ngọt thêm mắm dặm muối giật dây để thằng anh ngu si của em đi kiếm chuyện với bố mẹ. Thằng anh trai em thì đúng là một thằng con trời đánh, suốt ngày nghe lời vợ chửi mẹ ruột, trong khi mẹ em mới là người đứt ruột đẻ ông ấy ra. Tiếp theo đó là mấy chuyện vặt vãnh, em tua nhanh tới lũ chuyện bà ấy sinh con luôn nhá. Thôi nếu mà ngày bình thường ăn bám gia đình thì thôi, tới tận khi sinh hai vợ chồng vẫn có những 500.000 trong người, và tất nhiên rồi tiền viện tiền ăn uống này nọ kia để lo cho gia đình anh chị là do mẹ em bỏ ra đấy. Thế mà vẫn không biết ơn mẹ em một tí nào nhá. Tới khi cháu lớn hơn, bà chị này cũng đi làm và hiển nhiên lúc nào cháu cũng vứt cho mẹ em giữ, kiểu mẹ em đẻ thêm một đứa con nít vậy. Ok, cái chuyện bà trông cháu thì cũng có thể hiểu được, nhưng vấn đề là dù tối chị đi làm về rồi thì chị vẫn để cho con ngủ với bà, ăn uống ngày 4-5 cữ vẫn cứ là một tay bà đút, chứ mẹ thì cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Chị đi làm có tiền thì cũng chẳng vun vén cho gia đình con cái, mà xảy ra có tiền là mua đồ ăn ngon, mà mỗi lần mua gì chắc là sợ người khác ăn mất phần á, đi mua về là cứ em ém giấu sau lưng chạy vội qua mặt mẹ em rồi đóng sầm cửa vào để ăn một mình. Đến cả tiền thuốc men khi con chị ốm hay tiền sữa của con chị thì anh chị cũng không bỏ ra nửa đồng. Năm thì mười họa, cả năm tháng ròng rã mới cho mẹ em được những 2 triệu bạc. À, vác mồm đi kẻ khắp nơi thiên hạ làng xóm cứ như cho đâu được tận 20 triệu ấy, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với cái nương của chị dâu em đâu. Gần đây bà ấy đòi ra ở riêng. Ông anh trai trời đánh và bà chị dâu hãm lọng phần 2. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với cái nương của chị dâu em đâu. Gần đây bà ấy đòi ra ở riêng, tiền đã chẳng làm ra được bao nhiêu lại còn bày đặt. Nhưng mà đã muốn thì bố mẹ em cũng chiều. Thế rồi dịp Tết đầu năm dịch bùng, em và anh chị và cháu bị Covid nên em lên nhà thuê của anh chị ở chung để tránh lây cho bố mẹ ấy. Nhưng được khoảng 2 ngày sau thì mẹ em cũng bị Covid, thế nên nhà anh chị và em về nhà để tiện chăm mẹ nữa. Nhưng bíp bíp, khi anh chị đã khỏi còn mẹ em chưa kịp khỏi. Nghe thế thì chị dãy nảy lên, đòi về nhà trọ ngay và luôn. Anh em mới bảo là giờ mẹ ốm, ở lại chăm sóc mẹ ít hôm đã. Thế rồi bà ấy thốt lên một câu nghe không ngửi được là sao mày bảo hết Covid thì về trọ mà giờ mày lại nói cái câu đấy, mày không về thì tao về một mình. Úi dồi ôi, thằng anh em còn nhu nhược, nghe vậy thì lại lẽo đẽo theo vợ về, mặc kệ mẹ luôn. Đúng là một thằng ngu. Anh chị đi làm ở riêng rồi nhưng cháu thì vẫn mang xuống đây gửi đều đều. Cũng là một hai ông bà ấy sống chết đòi ra ở riêng thì vẫn là hai ông bà ấy, tới mùa hè lại sống chết đòi về nhà vì nhà
trọ của anh chị ấy không có điều hòa và cũng không có điều kiện để thuê một nhà trọ khác, nên vác cái mặt về nhà ở vì nhà có điều hòa mà sống không biết điều tí nào. Điều hòa bật ngày bật đêm, ngày mưa thì cũng như ngày nắng, ngày nóng hay là ngày lạnh đều bật, ra ngoài hay trong phòng cũng đều bật, chẳng chừa một phút giây nào. Đi ra khỏi phòng đang bật điều hòa vẫn hồn nhiên mở cửa toang hoang. Vấn đề ấy là 5 xu hay là nửa nghìn cũng không bỏ ra để đóng tiền điện. Đỉnh điểm của sự không biết điều đến từ vị trí của chị dâu em, đấy là gần đây bà ấy mang thêm thằng em trai của bà ấy lên nhà em, một thằng bé sắp lên lớp 10 nhưng không biết rửa bát hay là quét nhà gì hết, gần lên lớp 10 nha mọi người. Và chị để nó ở đây khoảng 2 đến 3 tuần, mọi người thử nghĩ xem, đã hết hầu cả nhà bà ấy rồi, từ chồng đến vợ cho đến con, bây giờ lại còn vác thêm cả một thằng em trai lên nữa, rồi á làm tình làm tội bắt mẹ em hầu hạ, thì dĩ nhiên là mẹ em phải bày tỏ sự khó chịu ra rồi. Vì thái độ của cả chị lẫn em nhà đấy nên là mẹ em mới làm như vậy. Chị quát ầm lên với thằng em trai của chị ấy trước mặt cả nhà em, khiếp quát thằng em mà cứ như kiểu là quát mẹ em ấy, bảo là mai tao đưa mày về, về giúp bố giúp mẹ làm việc nhà, không phải ở đây hầu hạ ai. Khiếp bái nói như bái với em bái, hầu hạ ai được trong cái nhà này vậy, thân bái còn đợi người khác hầu mà to cái mồm lắm. Lại nói về thằng anh trời đánh của em thì lão có vay nợ ép e mọi người để lấy tiền đánh bài rồi mua vàng mua trang sức cho vợ, cho vợ tiền nha. Sau đó khi ép e đến nhà đòi thì bắt đầu quay qua mẹ em để xin tiền trả nợ. Chẳng hiểu đầu thằng này chứa cứt hay gì. Thề với các bạn, tôi đọc cái mail của con bé này mà tôi thấy nó bức xúc lắm rồi ấy. Nó mà là chị của hai cái người này thì chắc là nó phải tác động vật lý luôn rồi. Người yêu cũ đề nghị mình làm friend with benefit. Mình và người yêu, à hiện tại đã là người yêu cũ, tôi nở hoa cúc dành cho học sinh sinh viên. Mình và anh N quen nhau qua đám bạn, đi ăn gặp nhau rồi về, với tiến tới mối quan hệ yêu đương. Bọn mình cũng đã lớn nên là cái chuyện ấy ấy cũng khá là bình thường. Anh N là kiểu người sỏi lởi, mặt ưa nhìn, nói chuyện cũng duyên nên dễ thu hút được người khác giới. Trong lúc quen mình thì anh N cũng có mập mờ mập rõ với các cô khác. Ban đầu thì mình nói thật cũng khó chịu, xong rồi mình cũng nói ý không được thì mình cũng đã từng nói thẳng là mình không có thích cái kiểu như thế. Anh cũng bảo là do công việc này kia, anh hứa với mình là sẽ tiết chế bớt. Và sau này mình thấy thì cũng chả thấy tiết chế được bao nhiêu, thế nên là mình cũng chẳng quan tâm nữa, kệ anh muốn làm sao thì làm. Đợt đấy thì mình có bầu, bọn mình đã dùng biện pháp an toàn nhưng vẫn dính. Mình nói thật thì mình cũng không phải gái ngoan hiền gì, cái gì mình cũng đã biết và cũng đã thử qua một ít. Điều đầu tiên mà mình biết đấy chính là trân trọng bản thân, thế nên là mình chưa từng phá thai. Khi mình báo với anh N là mình đã có thai và mình muốn giữ con, ngoài mặt thì anh N tỏ ra muốn cưới mình bởi vì chúng mình đã ngoài 30 và công việc ổn định hết rồi. Nhưng mà sau lưng thì anh N âm thầm nói với gia đình, bảo gia đình giả vờ không chấp nhận mình. N nhắn tin với gia đình bằng Zalo. Và hôm đấy khi đi khám thai thì mình có cầm máy của N, chắc là giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã mách bảo mình, nên là có cái gì đấy cứ thôi thúc mình phải vào Zalo của N xem. Thì mở cái màn hình điện thoại lên thì đã thấy sai rồi, lão N lại đổi mật khẩu điện thoại, nhưng mà mình vẫn mò ra được. Hóa ra password lại là ngày sinh nhật của cái con mà gần đây lão mập mờ. Hôm trước thì mình mới stalk được Facebook các thứ của nó. Mà mình vào Zalo thì cũng cài mật khẩu mới thức kinh chứ. Mình ấn đại 000 thì lại đúng. Lướt lướt thì không có gì đặc biệt hết. Mình cứ tưởng là do mình đang nghi thôi, nhưng mà có gì đấy lạ lắm mọi người. Hóa ra là để trong cuộc trò chuyện bí mật á. Mà cuộc trò chuyện bí mật cũng đã cài mật khẩu tiếp. Tháng trước mới sinh nhật mẹ của N thì mình nhập lại mật khẩu thì lại cũng đúng. Đọc xong tin nhắn thì nói thật mình cảm thấy tởm vãi. Mình chụp lại màn hình rồi airdrop qua máy của mình, lên xe đi như bình thường. Nhưng con mình ngày càng lớn nên là mình phải giải quyết sớm cái chuyện này. Mà không có cách nào hay hơn là thẳng thắn hết. Tại vì người ta không muốn cưới mình thì sớm muộn gì người ta cũng sẽ không muốn cưới rồi à. Nên là dù mình có cố gắng kéo dài thời gian hay là tìm biện pháp khác thì nó cũng thế thôi à. Mình bắt đầu nói ý nhiều hơn đến việc cưới xin. Rồi đúng như kịch bản, N bắt đầu nói rằng gia đình anh không đồng ý vì thế này rồi lại vì thế kia. Thế bây giờ ý anh như thế nào? Không đồng ý là không đồng ý như thế nào? N tỏ ra khổ sở rồi bảo là sẽ đưa mình đi phá. Sau đó rồi thuyết phục mẹ N dần dần. Thương quá. Mình nghĩ trong bụng chứ, thuyết phục cái gì, người ta không đồng ý đâu mà phải thuyết phục. Lúc này thì mình cũng không cần phải giả vờ làm cái gì nữa, mình nói đã biết hết mọi chuyện rồi. Mình cũng không cần một người chồng như N, con mình cũng không cần một người cha vô trách nhiệm như N. Mình nói thẳng là mình đã biết hết mọi chuyện rồi, con thì mình sẽ vẫn sinh như thường, nhưng mà N đừng hòng đến nhận con. N lúc này thẹn quá hóa giận nên mới tát mình một cái. Mình bị tát xong thì đứng phát dậy, mà mình là kiểu người giữ thăng bằng kém. N tát mình xong thì có xô mình qua một bên để lấy đường đi. Lúc này thì mình đang không giữ được thăng bằng, cộng thêm cái xô của N thì mình ngã vào cạnh bàn luôn. Mọi người nghĩ đúng rồi đấy, đấy thì mình bị ra máu và mất con. N thì không có mảy may quan tâm, bọn mình chính thức chia tay. Sau khi mình xuất viện thì N cũng có qua thăm và đến nói chuyện rõ ràng để đường ai nấy đi. Trước khi đi N có nói rằng đâu cần thì N sẵn sàng trở thành fan with benefit với mình, dù gì cũng là chỗ quen biết sẵn, không phải ngại. Chắc mình phải giải muối tiến vòng thằng này thôi chứ tởm quá. Đây là một chuyện của một bạn viewer gửi đến cho mình, nhưng mà trùng hợp là bạn mình cũng đã gặp một cái trường hợp như thế này rồi. Yêu cũ của bạn mình ngoại tình, sau đấy bị phát hiện rồi mới chia tay. Lúc chia tay còn nói với bạn mình rằng nếu em cần thì chỉ cần nhắn tin địa chỉ nhà nghỉ anh sẽ đến ngay. Sau khi thằng kia chơi chán với mấy cái đứa mà nó mập mờ cùng ấy thì nó bắt đầu quay ra suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền bạn mình, thậm chí còn lẽo đẽo rình rập bạn mình cơ, còn gửi hoa đến công ty xong viết lên thiệp nội dung là số phòng với địa chỉ nhà nghỉ cơ đấy. Nên là các bạn khi mà lựa chọn người yêu thì cũng phải lựa chọn cẩn thận nhá, chứ yêu phải mấy cái thằng mà nó có cái tư tưởng biến thái như vậy thì kinh khủng lắm.